Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Mr. Giang và đây là video cùng chơi game Pokemon Fire Red. Thì mình đã hoàn thành đủ cả 8 huy hiệu của vùng Kanto này rồi. Nhưng mà trước khi tiến vào đánh với Tứ Đại Hiên Vương và nhà vô địch á, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ở video này đó là cách lấy xe đạp và cách lấy chiêu HM Train, tức là chiêu đẩy đá. Bây giờ mình đi lấy xe đạp trước để mình nhớ coi, để mình mò lại nha, tại vì mình không nhớ chính xác nữa. Phải nào, phải đây. Không phải đây luôn. À đây nè, như đây nè. Đây, nói chuyện với ông này. Đấy, có một cái voucher xe đạp. Đây. Mình sẽ dùng cái voucher đó đổi lấy chiếc xe đạp. Đấy, có xe đạp rồi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái chiêu train. Chiêu train là chiêu đẩy đá. Ở đâu quên mất tiêu rồi. Đây, nói chuyện với ổng, ổng sẽ cho chiêu đẩy đá. Nhưng mà mình phải đưa cho ổng cái hàm răng vàng. Con này phải tiến hóa lên Dragonite mới học được. Thôi cho Lapras học đi. Xong.
đẩy ra lấy món item này luôn. Rare candy hay lắm. Rồi bây giờ mình sẽ, trước khi mà đánh tới vương thì mình còn một số người huấn luyện mà mình chưa có đấu, bây giờ mình đấu hết luôn, lấy điểm lấy tiền. Để bơi qua bên này nè. Đó, có một số người bên này mình chưa có đấu. Ủa, à quên, Mark Eater hả? Đây. Đấy, mấy người này chưa đấu nè, đấu hết luôn. Cho lắp ráp lên trước đi. Xong. Không có ai đây. Gì đây? Chiêu gì lạ vậy? Gì vậy?
rồi tắt hoài. Ý chết cha, nó xài chiêu băng. Không mỏng sao, chiêu băng này yếu. Con ông này xài Pokemon hệ bay Firo. Wow. Thêm một con Firo nữa. À, mít. Xong. Ồ, chán luôn.
Xong. Cái hang này mình sẽ khám phá sau. Bây giờ chưa phải lúc khám phá cái hang này. Bây giờ mình bay về mình hồi máu. Đây. Chạy qua bên này đánh với hình như là đánh với Gary nếu mình nhớ không lầm. Ủa, chạy lên trên. Monkey. Đây, đánh với Gary. Wow, 47 luôn. Giảm sức tấn công của mình. Wow. Chết đi ba. Alakazam. Siêu năng lực. Con này thì tốc độ của nó khá cao, cực kỳ cao. Nó luôn đi trước mình không à. Đấy, nó đi trước. Tăng sức tấn công, tăng sức thủ luôn. Chết cha. Nó khóa cái chiêu cắn của mình rồi. Wow. Kinh vậy. Con đó là hệ lửa. Mới vừa chết con Blastoise xong. Không hơi là một hit là nó chết liền. 45. Tăng tốc độ. Take down. Wow. Này thì
Gyarados. Raihon. Raihon. Chở thông. Yeah. Con cuối cùng này mới căng nè, con Venusaur. Con này mới là căng nè. Năm mươi ba luôn. Kinh. Này thì mít em ơi, gì đây, bơm máu quá, đùa hả cha. What? Bơm máu này. What the hell? Chết đi. À. Wow. Chết rồi. Đấy, bây giờ mình đi vào đây, mình sẽ đánh đi qua chỗ này thì sẽ gặp được một cái hang. Đi qua cái hang đó thì sẽ đánh với Tứ Thiên Vương và nhà vô địch của vùng Kanto. Ok, thì video này của mình sẽ ngừng lại đây. Nếu các bạn thấy thích thì hãy nhấn like và đừng quên đăng ký kênh của mình để cùng đồng hành với mình trong những video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.